Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Trước mặt chúng ta là một cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy, và chắc chắn rằng đây là một cái mẫu loa mà rất là quen thuộc, và những anh em yêu Tannoy thì đều mong muốn được sở hữu cái model này, và đó là Tannoy Canterbury GR. Và đây là cái phiên bản mới nhất trong cái series Canterbury, cũng như là cái mẫu loa mới nhất hiện nay của dòng Canter GR. Trước đó thì có những cái phiên bản trước thì chúng ta có thể thấy là cái giao diện không có thay đổi gì. Thế nhưng mà về những cái chi tiết và những cái đường nét mạ vàng cũng như là cọc loa thì ở những cái phiên bản trước là nó sẽ khác so với phiên bản này. Và đây là cái phiên bản 2022. Báo Hồng Audio đang có hàng line new 99,99% với mức giá rất là tốt để chúng ta chơi và sở hữu dịp này. Hiện tại thì giá lít của mẫu loa này đang là 589 triệu đồng. Tuy nhiên, hàng line new 99,99% tại Báo Hồng Audio chỉ còn 355 triệu đồng thôi. Và đây là một cái cặp loa mà rất đáng chơi để sở hữu cũng như là sưu tầm trong cái bộ dàn âm thanh của chúng ta. Tannoy Canter GR thì là cái phiên bản cao nhất trong series Canter. Trước đó thì có Canter 12, Canter 15, Canter 15HE, Canter 15SE và Canter 15GR ở những phiên bản những năm trước. Còn đây là cái phiên bản mới nhất hiện nay. Và Tannoy Canter GR là cặp loa nhì bảng đứng sau người Anh cả Westminster, thuộc cái dòng Prestige. Mà Westminster thì nó lại rất là to và đồ đánh lại cũng kén hơn rất nhiều. Thì ở trong khi đó, Canter GR sẽ là một cái mẫu loa mà rất là hợp lý để chúng ta chơi ở trong tầm tiền. Bởi vì là Westminster thì hơn 1 tỷ, còn Canter GR thì khoảng hơn 500. Nhưng giá mà hàng line new này thì chỉ còn hơn 300 triệu, quá là hợp lý để chơi rồi. Đó, và với cặp loa thuộc cái dòng Prestige thì nó sẽ là một cái mẫu loa làm đẹp cả về hình thức cũng như là chất lượng âm thanh đều được làm cải tiến rõ rệt. Với đời này thì họ làm gần như là khôi phục lại cái chất âm của cái củ Gold 15 trước đây. Đó, monitor Gold 15 thì họ lấy ý tưởng cũng như là tham chiếu từ cái dòng đó vào trong cái mẫu củ loa 15 inch này của dòng Canter GR. Và cái củ này thì họ sử dụng củ là 500 Anico, và chất lượng của cái củ này thì vô cùng là hay và thực sự là rất là ấn tượng. Nếu như nhiều anh em hay than phiền hay là nói rằng Tannoy thì cái dải trầm hơi mỏng một chút, thì chúng ta sau khi nghe có cái cặp này thì chắc chắn rằng sẽ có một cái nhận định khác về Tannoy, về những dòng loa đồng trục và Tannoy làm thực sự là rất là tốt. Vì cái dải trầm của cặp loa này nó xuống tới tận 28 hẹc, một cái dải trầm vô cùng là ấn tượng với những cái mẫu loa đồng trục, phải không quý vị bạn? Đó. Và dải cao lên tới 27 kHz, đây cũng là một cái đáp tuyến tần số vô cùng là đẹp để chúng ta chơi cũng như là trải nghiệm. Và Tannoy thì có độ nhạy rất là cao, đặc biệt là mẫu loa Canter GR này, độ nhạy lên tới là 96 dB, và trở kháng của Canter GR là 8 ohm. Thông thường với những cái dòng loa đồng trục ấy thì cái giải tần của nó sẽ bị hạn chế hơn so với những dòng loa đa giải. Thế nhưng mà Tannoy với cái kinh nghiệm lâu năm của mình cũng như là áp dụng những cái công nghệ vào trong củ loa cũng như là phân tần và thùng loa, đã cho một cái giải tần số của Canter GR thật sự vô cùng là đẹp và ấn tượng, với giải trầm xuống tới là 28 hẹc. Điều này thì bản thân những cái dòng loa đa giải cũng khó có cặp loa xuống tới cái dải trầm sâu như vậy, và dải cao lên tới 27 kHz, vượt ngưỡng tai người nghe. Tai người nghe trung bình mà người nghe thính chỉ khoảng nghe được khoảng 20 kHz thôi. Đó là với những người tai thính hoặc là trẻ em. Còn nếu như trung bình thì có lẽ là cái quãng nghe sẽ thấp hơn. Còn Tannoy Canter GR thì họ làm lên tới 27 kHz, tức là dải tần từ 28 hẹc cho dải trầm lên tới 27 kHz cho dải cao. Đó thực sự là ấn tượng, rất là sâu, và dải cao cũng vô cùng là chi tiết. Ngoài ra thì cái Canter GR này
còn có thể phối ghép rất tốt với những dòng âm ly đèn do nó có độ nhạy ở vô cùng cao lên tới 96 dB. Đây là một cái độ nhạy rất là lợi cho những chiếc âm ly đèn hoặc là âm ly bán dẫn chạy mạch class A, khai thác vô cùng là dễ dàng. Thêm nữa thì cái giải công suất của cặp loa này mới thật sự là ấn tượng. Chỉ cần một chiếc âm ly có công suất 20W, âm ly bán dẫn 20W thôi là đã phối ghép tốt cho cặp loa này rồi, và có thể chịu đựng được maximum là 300W. Như vậy là một cái thông số kỹ thuật vô cùng lý tưởng để chọn âm ly, đúng không ạ? Thêm nữa thì trở kháng của loa là 8 ohm, và thực sự đây là một cái thông số kỹ thuật mà chúng ta đáng để chơi và sở hữu. Tiếp đến về cái hình thức của nó thì mới thực sự làm mê hoặc lòng người, bởi vì là nó làm một cái cặp loa có cái sự cổ điển ở trong cái mẫu loa này đó, rất là cổ điển, bởi vì Tannoy thì được mệnh danh là dòng loa cho giới quý tộc mà. Đấy, chính vì vậy thì họ làm thực sự là vô cùng là sang trọng và đẳng cấp. Với cái thùng loa thì được làm uốn lượn kết hợp giữa gỗ và phần nu, chính vì vậy thì nó sẽ giúp tôn được cái vẻ đẹp của cái cặp loa lên. Đó, bên trên thì sẽ có một cái mép gỗ, kèm thêm là một cái mép gỗ ở bên dưới như thế này. Đó, và hai bên thì sẽ là hai bên hèm. Và anh em chơi lưu ý là cặp loa này thì nó sử dụng những cái lỗ thoát hơi ở hai bên sườn này. Chính vì vậy thì họ cũng thiết kế cái gạt đóng hoặc là mở cái lỗ thoát hơi để chúng ta có thể thay đổi cái giải trầm nghe sao cho nó phù hợp với phòng và phù hợp với tai của mỗi người. Tức là khi mà chúng ta vào những căn phòng mà nó bị dư giải trầm, chúng ta có thể đóng cái lỗ thoát hơi này lại thì cái giải trầm nó sẽ bớt đi và gọn đi. Còn nếu như phòng nào mà thiếu giải trầm, chúng ta có thể mở lỗ thoát hơi ra để tăng cường thêm cái giải trầm cho nó được sâu hơn và hay hơn. Đó. Và bên trên mép này và bên dưới thì họ sử dụng hai cái tấm gỗ nu. Đó, thực sự là cái vân này nó đẹp và nó giá trị lên rất là nhiều phần cho cái cặp loa. Và một cái điều mà thực sự em nhìn vào đây nó rất là mê mẩn, bởi vì là cái cặp loa này nó có một cái vân rất là đẹp. Thực sự trong cái cuộc đời bán loa thì chắc nghĩ là rất ít dịp mà gặp được cái vân đẹp như này để chúng ta và sở hữu. Nếu mà không phải là kinh doanh thì chắc chắn là sẽ giữ cái cặp này để chơi và trưng, bởi vì cái vân của nó quá là đẹp và lạ hơn bình thường rất là nhiều. Đó. Và bên trên thì chúng ta sẽ có một cái loa bát đường kính là 40 cm, và hãng thường đặt cái tên cho những cái model loa ấy thì theo cái kích thước của loa. Ví dụ như là cặp này thì sẽ gọi là 15 inch này. Đó, thì Tannoy thì sẽ có 10, 12, 15. Đó. 15 inch thì tương đương gần với 40 cm. Đó. Và cấu trúc của cái loa bát này thì là một cái họng kèn đồng trục sử dụng củ Anico cho cả hai giải. Một kèn đồng trục loa chép tổ ong ở trong đây. Đó. Và cái giải mid của nó thì sẽ được kết hợp giữa cái miệng của loa chép kèn và cái họng của cái miệng loa bát này, thì nó sẽ tạo ra một cái giải mid rất là dày, ấm và đúng cái chất của Tannoy, rất là khề khà và nghe nó thực sự là nó truyền cảm. Bên ngoài thì họ sử dụng một cái kiềng loa được mạ vàng một cách rất là tỉ mỉ, với hai cái sườn bên cạnh thì phay và bên trong thì được xi vàng, để thực sự là rất là đẹp. Ngay cả từ những con ốc này thì cũng được xi vàng một cách rất là tỉ mỉ. Và màng loa thì họ sử dụng loại màng giấy, chính vì vậy thì nó cũng tăng cường thêm cái độ ấm và độ dày cho âm thanh hơn. Bên ngoài thì họ sẽ kết hợp một loại gân này là gân vải xếp với hai cái tầng này, nó sẽ giúp cho cái giải trầm chắc và gọn. Phía bên dưới thì làm một cái bảng tinh chỉnh cho giải cao. Chúng ta có thể tùy chỉnh theo tai cũng như là theo gu bằng cách là điều chỉnh sang các cái lỗ ở đặt sẵn ở đây. Để chúng ta có thể tăng lên sang bên trái và giảm đi sang bên phải. Còn nếu không, chúng ta sẽ để cái mức mặc định. Đó. Thực sự là cái cặp loa này thì làm không có một điểm chê gì rồi. Nhưng mà với cái vân này thì mới gọi là một cái vân mà quá là hiếm và quá là đẹp. Nếu mà chơi thì sưu tầm được cặp này thì thực sự rất là đáng để chúng ta sở hữu. Thực sự là một cái cặp loa mà thiết kế đẹp, bắt mắt ấy, thì ngay cả từ phía sau nó cũng đã được thiết kế rất là đẹp rồi. Với cái mẫu loa này thì chúng ta sẽ thấy nổi bật lên một cái tấm tem đồng logo của Tannoy đặt ở đây, và cái model của loa cũng được đặt trang trọng ở đây. Thực sự là họ làm rất là tinh và làm cho người chơi, người xem, người ta nhìn đã thấy rất là đẹp rồi. Và ngay cả cái vân gỗ lựa chọn cho cái cặp này thì nó cũng được lựa chọn những cái vân mà rất là nổi bật lên
cho cặp loa nó có vẻ hút hồn hơn. Và bên dưới ở đời này thì chúng ta sẽ thấy là sử dụng cái cọc loa mới nhất, và trên cái cọc loa này thì khắc chữ Tannoy, và đây là cái phiên bản cọc mới nhất hiện nay cho Tannoy Canter GR. Trước đây thì họ sẽ dùng những cọc nhựa, còn bây giờ thì họ sẽ dùng cái cọc đồng như này. Đây là cái phiên bản mới nhất nha anh em. Lưu ý nếu như chúng ta tìm mua thì chúng ta hãy tìm vào những cái cọc đồng như này, thì nó đời nó sẽ mới hơn, và đương nhiên là cái giá thành nó cũng sẽ cao hơn so với những cái phiên bản trước. Và thực sự là tìm kiếm được một cái cặp mà gọi là line new như này thì nó sẽ rất là khó, bởi vì là với một cặp loa mà cao cấp top đầu ấy, thì người ta chơi thì để mà nâng cấp lên thì rất là khó đó. Thì để mà lựa chọn được một cái cặp mà line new như này thì thực sự là rất là gian nan. Rồi quay trở lại với cọc loa này, thì đây là cái cọc loa mà Tannoy họ sử dụng cho cái mẫu loa mới nhất, và cọc này là cọc bắp chuối có thể kết nối BY, tức là chúng ta sẽ dùng dùng hai cặp dây BY hoặc là dùng hai chiếc âm ly để ghép với lại cặp loa này, khai thác một cách triệt để và tối đa cái hiệu năng của cặp loa này. Và nhiều anh em thắc mắc thì tại sao lại có thêm một cái cọc ở phía dưới này để làm gì? Ở đây không phải là cái cọc dự phòng, mà đây là cái cọc mà để xả nhiễu. Tức là khi cái nguồn điện của chúng ta cho bộ dàn âm thanh có xử lý tiết điện để xả nhiễu cho cái hệ thống âm thanh ra cái cọc tiếp địa đó, thì Tannoy họ cũng làm như vậy, một cái cọc xả nhiễu ra để cho âm thanh tĩnh hơn, sạch hơn và chi tiết hơn. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết về cặp loa Tannoy Canterbury GR. Đây là mẫu loa mới nhất trong series Canterbury. Có thể dễ dàng phân biệt được bằng cách nhìn cọc loa cũng như là cọc loa kia. Và nhìn cái chi tiết mạ vàng này nó đẹp và nổi bật hơn rất nhiều. Anh em lưu ý như vậy nhé. Những cái mẫu này thì sẽ có giá đắt hơn những cái phiên bản cũ trước kia, vênh nhau vài chục triệu. Cho nên là cũng là một cái lưu ý để chúng ta cân nhắc và lựa chọn. Tuy nhiên thì tại Bà Hùng Audio đang có hàng line new 99,99%, mức giá lại hợp lý vô cùng. Giá lít của hãng đang là 589 triệu, thì tại Bà Hùng Audio hàng line new 99,99% chỉ còn 355 triệu, và đó cũng là mức giá để chúng ta tham khảo thôi. Còn anh em liên hệ trực tiếp với Bà Hùng Audio thì sẽ còn có những mức giá chiết khấu tốt hơn nữa để mọi người chơi và trải nghiệm nhân dịp này. Ngay bây giờ thì xin mời mọi người. Và với những cái phiên bản cũ hơn trước kia ấy, thì nó có mức giá rẻ hơn khoảng 10 hoặc là 20 triệu, nhưng mà nó sẽ không có những cái sự đẹp như là cái cặp loa này. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh đến từ Tannoy Canterbury GR này nhé.